bóng đàn đang đẹp tự nhiên này. Anh là chủ cây. Vâng. Chủ cây này. Vâng. Tuyệt vời quá vậy. Ấy anh ơi, cho em hỏi vâng, một tí. Vâng. Tại bình thường thì em vâng, chúng ta đang cùng nhau thưởng thức chia sẻ một tác phẩm xanh có tên là Vân Tự Thạch anh. Như thế này thì em thấy là cực kỳ khó. Vân Tự Thạch đúng không? Em đã khoảng bao nhiêu năm rồi để có cái da cây nó gai thế này anh nhỉ? Cái này thì mình mua ở nhà dân thì cái người sử dụng cây đầu tiên là địa chủ thì cũng trải qua 3-4 đời rồi. Dạ dạ. Xong cái đến mình. Dạ dạ. À, tại vì em thì cũng không tìm hiểu về cây nhiều quá, nhưng em cũng tìm hiểu về một số thời gian rồi. Nhưng em thấy cây móng anh em ở miền Bắc, ở thậm chí ở về Thạch Thất này, là và cây này giờ không có cây nào thấy là cái độ da và cái gai nó được đẹp như thế này. Thì em muốn hỏi anh để chia sẻ là cây này anh có thể các cụ để xây dựng cháu Đức Huy. Cái này thì anh cũng biết được nhưng mà nó trải qua 3-4 ngày thấy. Dạ. Mình hôm nay mới về đây được. Hôm qua đi Hòa Bình. Vừa trong sáng thì mấy anh em nhắc. Đúng rồi. Mình xuống đây 1-2 hôm để ngày kia mình đi về Hải Phòng. Sinh xuống sớm nhỉ? Vâng, tôi xuống tôi quay được 2-3 cuốn rồi. À, các bác đang thưởng thức cái cây xanh lá móng mà qua cái chia sẻ của anh chủ cây. Ở Thạch Thất này thì chắc là đường người ở đền lưu truyền ở Thạch Thất này thì chắc em nghĩ là tuyệt quá tuyệt vời luôn. Thế mà vâng, người đang giới thiệu về cây là anh Hải nhé. Từ gì mà sở hữu được thì anh Hải trước kia anh có sở hữu cây xanh gọi là chúc mừng anh ổ trứng gà đấy. Ra những cái điểm nhấn gặp cái này là cây nóng mà có như thế này thì không bao giờ có. Em nay vẫn nhìn thấy là được đấy nhá. Anh cho em cho tôi rồi xin cái số điện thoại của anh chủ cây là xanh lá móng mà số điện thoại em là 0913288991 0913288991. Vâng, tôi đọc lại để cho anh đọc chậm thôi một chút nữa. Dạ vâng. Thế là được rồi. Vâng, anh tên là gì ạ? À, chào bác, em tên là Yên. Anh Yên. Vâng. Vâng. hiện tại là cũng muốn để lại để sử dụng. Tức là chưa có ý định giao dịch. Cái bể này không bán rồi anh nhá. Cái tác phong này của anh sở hữu được lâu chưa anh? Cái bể. Báo cáo em là cái này cái bể đây á. Tầm 15 năm. Ông lại hỏi cái bể cơ. Hỏi cái. Cái này là nguồn gốc ở trên Đan Phượng và ngày xưa nó trồng trên một cái cối đá cổ của một người địa chủ tròn đấy. Thực ra mà giờ tìm được một cây xá lá móng như thế này không phải là dễ đâu nha các bác nhé. Rất là hiếm. Cái này nó lịch sử rất rõ ràng. Bởi vì được một cái bộ bệ rễ đá móng mà làm được kỹ như thế này rồi và một cái thân cốt nó lớn như thế này. Cái này rất là tuyệt vời. 3-4 đời. Vân Tự Thạch. Cái tên này là anh có thể cắt nghĩa và giải thích cho anh em làng chơi em một chút. Cái này nó có nghĩa giải thích của nó nhưng mà hiện tại em chưa nhớ được cái nghĩa này thì có thể là em sẽ trả lời trên. Cũng vẫn là chủ cũ à? Không, cái này vừa mới đặt xong. Tức là anh đặt đi. Anh Thạch anh Thiệp anh đặt xong nhưng mà em chưa nhớ rõ. Xin anh chủ cây một cái bức ảnh nhỉ. Vâng, tôi xin kiểu ảnh với anh chủ cây tác phẩm xanh lá móng Vân Tự Thạch tại triển lãm Thạch Thất. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, chào Vượng nhé. Rồi. Bây giờ thấy thằng Vượng nó chào bác Đỗ Sinh thì ông vì giơ tay ông biết. Vâng, và hôm nay về với triển lãm Thạch Thất thì tôi cứ lang thang tôi đi theo cái các anh cứ tụ lại cây nào tôi đến cây đấy. Vâng, người dẫn đầu đoàn chắc là anh Sự rồi. Anh Sự ở Đồng Tháp rồi. Chào bác. Vâng, thế anh Sự nó muốn giới thiệu với anh em chúng ta một tác phẩm nào đây anh ơi? Của ở dưới Triều Khúc anh. Chủ nhân là ai anh Sự ơi? Đây là cây của chú Thủy Triều Khúc chú ạ. À vâng, cây của anh Thủy Triều Khúc đây. Một cây lá móng rất là quý chú ạ. Cũng lại lá móng rồi. Sở trường của chúng ta hôm nay thế là cây thứ hai lá móng trong cuốn video này đây. Lá móng bò đá quý vị ơi, những cái đường nét của đá thâm thủy này. Quá nhiều cây đẹp. Tự nhiên và những cái điểm chủ đẹp quá. Già voi rất là lớn. Bóng tàn thì không phải nói đâu, quý vị cũng biết là đang cố hoàn thiện.
mát đi. Con này đẹp, đẹp quá nhỉ. Cái viên đá, cái bệ đá này rất hợp với dáng cây. Đưa một cái tay huyền đưa ra cái mỏm đá phía dưới. Đây chắc là đá liền khối. Nếu mà đá thâm thủy nó là thuộc dòng đá lũa mà, cho nên nó rất nhiều khe kẽ, rất nhiều những cái lỗ để cho cây xanh luồn vào, dễ vào, đẹp. Mát cây bác sĩ. Đá thấm thủy là đá dưỡng cây mà, thấm giữ ẩm cho cây rất tốt này. Chưa treo thẻ, chưa biết được cái số điện thoại của chủ cây. Vâng, bây giờ chúng ta di chuyển đến một cây xanh có tên là Tam Phúc của Vũ Đức Cường. Với một triển lãm thạch thất, đợt này các anh làm, anh em làng chơi chúng tôi đang đánh giá đây là một cái triển lãm mà lớn chưa từng thấy ở khu vực thạch thất. Và triển lãm sinh vật cảnh và xúc tiến thương mại, một cái chương trình hoạt động rất lớn trong cái không gian của sân vận động thạch thất. À, như các anh trong cái bộ phận tổ chức sự kiện có cho Đỗ Sinh biết thì tất cả những tác phẩm để an toàn trong cái mùa nắng nóng đã được có cái dàn mái che, và tổ chức đêm sẽ biểu diễn ca nhạc, các cái chương trình giải trí với bonsai kéo dài trong khoảng thời gian gần một tuần lễ. Đấy là buổi tối chúng ta đến với triển lãm, ngoài cái ánh sáng còn có cái dàn âm thanh rất tuyệt vời. Vâng, đây là cái bộ ba huyền thoại đến từ nhà vườn Minh Dưỡng, Trương Mỹ, Hà Nội. Tôi sẽ giới thiệu vào cuốn video sau. Và tác phẩm Ông Bụt của nhà vườn Nguyễn Văn Sự đến từ xã Đồng Tháp, Đan Phượng, Hà Nội. Yeah.
Nói chung là những cây xanh Nam Điền mà làm đến đạt đến cái mức độ dăm chi như thế này rồi thì trước đó là cái phần bệ rễ cũng đã rất hoàn hảo. Chúng ta thấy này, tất cả những cây mà đạt đến cái dăm chi rồi thì riêng cái khoản bệ thôi, những cái thân cốt, những cái vị trí u sần, chùn ra voi rất đẹp. Cây lâu đời nhất. Cây nào? À, cây ở trên bục chỗ sân khấu kìa. Cây Thiên Tuế à? Thiên Tuế. Cây của ai anh nhỉ? Không biết. À, tí để đưa ông kính lên xem này. À đúng rồi. Hàng nghìn năm rồi. Hàng nghìn năm rồi. Ôi giời, cây này hàng nghìn rồi. Rồi, tí nữa Đỗ Sinh sẽ vòng đến. Dài nhất ở đây. Đây đằng trước cái bục cái khán đài kia đúng không? Ừ. Kia kìa. À, xa xa kia chúng ta nhìn thấy cây Thiên Tuế kìa. Đấy. Nó hàng ngàn năm tuổi. Ngàn năm tuổi chứ kìa. Ôi giời. Đây. Một năm lên có một phần. Ở đây là con bì đốn ngọn. Anh không biết chủ nhân là ai à? Không biết. Vâng. Nắng không tí nữa được. Tí nữa tôi sẽ tạt đến. Tạt lên xem. Anh phải treo lên. Bởi vì cả cái bục như thế có mỗi cây đấy mà. Ừ. Còn đằng phía dưới thì có mấy cây nhất, già nhất rồi. Cây tùng giáng long, cây xanh giáng long. Rồi. Đó. Đỗ Sinh. Ừ. Hương sắc Đỗ Sinh. Hương sắc Đỗ Sinh. Đúng rồi, anh ở Thạch Thất à? Vâng. Ở xã nào? Em ở thị trấn đây. Ngay thị trấn Liên Quan nữa. Tôi đi qua đây liên tục suốt mà. Đây mới trên quê tôi Sơn Tây Ba Vì thì có gì đâu. Rồi. Ờ, có cái anh ở trong tivi của điện thoại của anh này nhìn quen thế nhỉ? Nó đang soi đến chứ. Thinh chọc, thinh chọc. Một anh đầu chọc đang cầm cái điện thoại trên màn hình cũng là một anh đầu chọc. Thế chiều đó. Đang soi cho thinh chọc xem. Mày đang trong bóng bẩy. Vâng. Và Đỗ Sinh cũng xin kết thúc cuốn video này để cho ta đến với cái bộ ba huyền thoại của anh Minh Dưỡng nhé.